Gần đây, hàng loạt những vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra, đặc biệt nhất là vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, Hà Nội, đã trở thành một lời cảnh báo về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sống trong khu tập thể trong một con ngõ nhỏ, ông Tô Hoàng Hải, chú quận Thanh Xuân, Hà Nội, mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến sự an toàn của gia đình mình. Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, nữa cái gì cũng điện thế đâm ra là chỉ cần chập cháy về điện cái là cháy rất dễ sau đó là cái đường nhà mình ngõ nhỏ đâm ra là lực lượng cứu nạn cứu hộ người ta đến mà người ta không tức là không được thuận lợi đồng tình với ông Hoàng Hải nhiều người còn chỉ ra rằng phần lớn số người tử nạn trong những vụ hỏa hoạn thường là do thiếu an toàn về kỹ năng phòng chống cháy nổ và vì vậy những ngày qua ngoài việc mua sắm thêm thiết bị an toàn cháy nổ họ cũng dạy con em mình về kỹ năng này trong cái vụ cháy chung cư vừa qua là cũng chết rất nhiều người thế nhưng mà cũng có một số người coi như là thoát được uh, nạn Đúng là do cũng có, có một cái số kỹ năng uh, sống và người ta có sự phòng bị từ trước rồi trước hết là người bố người mẹ là phải huấn luyện cho con thực tế thậm chí bây giờ nhiều những người thanh niên nó không biết một cái gì cả nó ngây ngô theo chuyên gia về kỹ năng sinh tồn, ông Nguyễn Phạm Công Đức, trong các vụ hỏa hoạn, các nạn nhân tử vong là do ngộ độc khí chứ không phải do bị bỏng lửa và có năm sai lầm nhiều người mắc phải khi có đám cháy xảy ra. Khi đám cháy xảy ra có năm sai lầm. Thứ nhất là họ uống lên họ chạy lung tung. Sai lầm thứ hai thường chui vào trong nhà vệ sinh hoặc là chui vào Ờ, gầm giường hoặc chui vào tủ chúng ta thấy là trong vụ cháy karaoke ở trần thái tông thì đa phần là những người thiệt mạng là chui vào trong nhà vệ sinh và cái thứ ba là họ nhảy ra ngoài nhảy từ tầng 3, tầng 4, đi là tầng 10 chưa biết như thế nào thì mình đã thiệt mạng rồi và nếu như có nhảy thì chúng ta hãy xem nhảy vào chỗ nào sai lầm thứ tư quá nhiều thời gian trong việc là gọi điện cho người thân ta kể lại trong cái việc là ta bị mắc kẹt chúng ta biết rằng là trong một đám cháy thì chúng ta chỉ có 5 phút đến 10 phút thôi là chúng ta có cơ hội để thoát và cái thứ năm mà cực kỳ nhiều người mắc phải đấy chính là việc là tiếc của thậm chí còn nhiều người thoát ra ngoài rồi còn tìm cách quay lại. Nắm vững và đặc biệt là thực hành những kiến thức về an toàn trong phòng chống cháy nổ là bí quyết hàng đầu giúp mỗi người bảo vệ được mạng sống của chính mình. Và khi cháy xảy ra, tính mạng phải được đặt lên hàng đầu.